Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một cái giao diện của mobile. Nó giống như cái này, giống như cái mà các bạn đang nhìn thấy. Thì khi kích vào cái phần menu này, nó sẽ show ra danh sách menu ở bên tay trái, và đóng lại thì nó sẽ đóng cửa sổ đó lại. Thì cái bộ khung giao diện này nó giống như một cái điện thoại luôn, và chúng ta sẽ dựng cái khung này bằng CSS. Đó, ok, bây giờ tôi sẽ bắt tay vào để hướng dẫn các bạn xây dựng cái demo này. Tôi sẽ tắt nó đi. Ban đầu tôi sẽ mở Slam Text lên, và tôi vào trong thư mục Mobile Menu. Tôi sẽ tạo ra một file HTML, file index.html. Đó, và tôi sẽ tạo ra một file CSS là style.css. Ok, lúc này tôi sẽ quay trở lại trang index. Thì cũng giống như những bài khác, chúng ta sẽ bắt đầu dựng cái bộ khung trước, đó chính là HTML trước. Sau khi dựng xong HTML thì chúng ta sẽ quay trở lại dựng CSS. Thì ở đây tôi sẽ khai báo một trang HTML như thế này. Tôi để là mobile layout. Đó. Và xong phần này thì tôi sẽ nhúng file CSS vào thông qua thẻ link như thế này, và đường dẫn của nó sẽ là style.css. Và dưới này tôi bắt đầu đi dựng giao diện của mình. Đầu tiên tôi có một cái div, có class là container như thế này. Sau trong container thì tôi có một cái div có class là phone, chính là cái khung của chiếc điện thoại. Và trong phone này thì tôi sẽ có một cái div content. Đây. Và trong content thì tôi có một cái navigation, chính là để thể hiện cho cái menu. Thì tôi sẽ đặt nó vào trong thẻ nav của chúng ta, và cái role tôi sẽ để là navigation. Và trong nav này tôi sẽ có một cái div của tôi sẽ có ID là menu toggle. Và trong cái menu toggle này tôi sẽ có một cái div nữa, tôi để class của nó là page title. Tôi sẽ để là something Việt Nam, chính là cái nội dung mà các bạn nhìn thấy tiêu đề của cái màn hình app ạ, something Việt Nam. Và tiếp theo tôi có một cái input là checkbox. Input của ta là checkbox. Và sau input này tôi có một cái thẻ span để tôi thể hiện cái đường của menu. Và cuối cùng tôi có danh sách các menu, thì chính là URI. Tôi có ID cho nó là menu. Và bên trong URI tôi sẽ có các thẻ LI thể hiện các menu item. Đây, ví dụ như là ahref tôi để là home. Trong home này tôi sẽ có about, và trong tiếp theo about là product, và tiếp theo nó sẽ là service. Đó, vậy là tôi đã hoàn thành cái menu của mình. Bây giờ tôi sẽ tiến hành xây dựng cái giao diện này bằng CSS. Thì đầu tiên tôi quay trở lại CSS, file CSS này. Cái đầu tiên chúng ta bắt buộc phải định nghĩa, đó chính là phần body. Thì tôi sẽ định nghĩa body nó như thế này. Đây, thì trước khi định nghĩa chúng ta nhìn cái giao diện này trước. Các bạn sẽ thấy là đây, nó sẽ như thế này, chưa có gì cả. Bây giờ tôi sẽ xử lý phần body, chúng ta sẽ reset cho nó. Cái định 0 pixel. Margin sẽ là 0 pixel. Và tôi sẽ để background cho nó có một cái màu xám một chút. F9. Đây là một dạng màu. Cũng không hẳn là màu trắng, cũng không phải là xám đen. Nó cũng mờ thôi. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa chung cho các thẻ A, thì tôi sẽ loại bỏ gạch chân. Text decoration 5. Tôi để color là một cái màu gần cũng không hẳn là màu đen, một E23. Đó, tôi để opacity của nó bằng 1 và font family tôi sẽ để cho nó là World Sound. Với cái font này thì tôi chỉ định nghĩa riêng cho thẻ A thôi. Đây, tôi sẽ bỏ tiếng Việt đi để chúng ta gọi nó nhanh hơn. Font size tôi sẽ để khoảng 1.5 em. Và tôi sẽ để font weight của 400. Và cuối cùng là transition tôi sẽ để là khoảng 200 giây. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến khi người dùng hover vào. Đến việc người dùng hover vào thì tôi sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ thay đổi cái opacity của nó là mờ đi một chút, 0.5. Và tôi sẽ để color là brown như thế này. Chúng ta chạy thử lên này. Đó, các bạn sẽ thấy chúng ta có cái giao diện như thế này. Tôi sẽ thu nhỏ cái này lại để các bạn nhìn thấy dễ dàng hơn. Đây, chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Đây, các bạn thấy hover thẻ A này. Đó, các bạn sẽ thấy nó thay đổi rồi này. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa ULI thì cũng giống như những lần khác, chúng ta vẫn để padding của nó bằng 0, reset nó 0%. Và chúng ta để list style là 5. Các bạn chạy lên thì các bạn sẽ thấy là đây, chúng ta loại bỏ list style 5 cho UL thì nó sẽ bỏ luôn cái icon đen đi. Đó, tiếp theo tôi định nghĩa đến container. Chúng ta đang đi từ trên xuống dưới. Ok, container thì sao? Container tôi sẽ để margin top khoảng 50 pixel và tôi sẽ để display là flex và tôi để justify content là center và align item tôi cũng để là center để chúng ta có thể đưa nó ra giữa. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái nội dung của chúng ta đang được đưa ra giữa như thế này. Đây, toàn bộ nội dung này đã được điều chỉnh ra giữa. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến font. Bên trong container thì là font tôi sẽ định nghĩa như thế này. Đối với font thì tôi sẽ định nghĩa background cho nó. Đây là chúng ta đang đi dựng cái khung hình của chiếc điện thoại. Tôi sẽ để color là 638 3E. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta đang đi dựng như này. Và tôi sẽ để border radius khoảng 40 pixel. Đó, các bạn nhìn thấy tôi để width khoảng 300. Width 300 pixel và tôi sẽ để chiều cao 600 pixel. Display cũng là flex. Đồng thời tôi để justify center, align item tôi cũng để là center. Nhưng tôi để một cái box shadow. Lúc này tôi sẽ để một cái box shadow với cái quy định là 30 pixel, 50 pixel, 100 pixel. Và tôi để cái mã màu là 8588C như thế này. 8588C. Đây, các bạn sẽ thấy đó, tôi đã dựng được cái bộ khung cho cái điện thoại này. Ok, vấn đề là chúng ta đi xử lý menu này. Thì lúc này, trước khi xử lý menu tôi sẽ xử lý nốt phần content. Thì đối với class content tôi sẽ, đầu tiên tôi sẽ set border cho nó. Tôi sẽ để là 1 pixel, kiểu solid. và tôi sẽ có màu là 36A83S. Ok, border radius tôi sẽ để khoảng 20 pixel và width tôi để khoảng 94 pixel. À sorry, 94% vì tôi trừ đi cái padding các thứ nữa. 2 tôi để là 91% và background tôi để màu là F5 F6 FA F5 F6 FA 6 FA và overflow là hidden. Tiếp theo tôi sẽ đi đến cái navigation. Thì đối với navigation thì tôi để đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có background color là 1E23 và tôi có chiều cao khoảng 45 pixel. Tiếp theo chúng ta sẽ đến menu toggle. Chúng ta đang đi từ trên xuống dưới. Menu toggle thì tôi sẽ để display là flex. Khi các bạn đã dùng flex thì những cái liên quan đến display các bạn cũng những cái bao tổng quan ấy, những cái lớn ấy, thì chúng ta cũng sẽ để flex hết. Các bạn nhớ cho mình như vậy. Flex direction tôi sẽ để là column và position tôi để là relative. Top tôi để là 25 pixel. Right and left tôi sẽ để là 25 pixel. Z index tôi để là 1 và cái thuộc tính này tôi sẽ bracket này tôi sẽ để là bracket user select này, tôi xử lý cho cái icon này tôi sẽ để là 5 và tiếp theo tôi sẽ set cho user select cũng là 5 luôn, sẽ là 5. Ok, nó chính là cái menu toggle này để xử lý cho cái icon ở đây này. Quay trở lại đây, tôi sẽ xử lý cho cái input. Trong cái menu toggle này chúng ta có cái input. Input này chúng ta sẽ để là gì? Chúng ta sẽ để display là flex. Width tôi để khoảng 40 pixel. Height tôi để 32 pixel. Position tôi để là absolute và console chính thể hiện con trò tôi để là pointer. Opacity tôi sẽ để là 0. Z index sẽ là 2. Tôi chạy đây thì các bạn sẽ thấy là chưa có thay đổi nhiều đâu. Đây nó mới chỉ xuất hiện trên phần này ở cái phần navigation ở trên. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa vào thẻ span. Cái này là cái giúp chúng ta định nghĩa cho cái icon nó sẽ nằm ở bên tay trái trên cùng này, chính là 3 cái span kia. Thì tôi sẽ để display flex. Tiếp theo width tôi để là 29 pixel. Height tôi để là 2 pixel. Margin bottom tôi để các cái gạch ngang đấy cách nhau là khoảng cách nhau theo phía dưới là khoảng 5 pixel. Và đồng thời tôi sẽ để position là relative. Background tôi để màu trắng. Border radius tôi để là 3 pixel. Z index tôi để là 1. Transform origin tôi để là 5 pixel và 0 pixel. Transition trong đó sẽ có transform. Không chấm 5 giây. Cubic Bezier. Hàm này thì cubic thì hàm này tôi sẽ truyền vào là 0.77 0.2 0.2 này 0.05 và 1.0. Tiếp theo tôi sẽ để background cho nó sẽ là 0.5x cubic. Bezier. Hàm này tôi sẽ để là bezier, tôi sẽ nhận nhỉ? Đây, dây. Và đây tôi sẽ để như ở trên, chỉ thay đổi một chút xíu, nó là 0.7 rồi. Ok, nên để như này thôi, không cần thay đổi nữa. Tiếp theo là opacity. Opacity tôi sẽ để là 0.5 giây EC. Thường cái EC này nó phải nhận, sao không thấy nhận. Ok, và như vậy đã, nhưng các bạn đã nhìn thấy cái background đây chưa? Các bạn đã nhìn thấy nó hiển thị chưa? Đó, bây giờ tôi sẽ xử lý cho cái đầu tiên. Đối với trường hợp cái đầu tiên, tôi sẽ để nhìn vào. Cái đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng selector là first child. Tôi sẽ để transition là transition origin là 0%. Tiếp theo tôi để cái tôi định nghĩa là cuối cùng thì tôi có thể dùng last child như thế này. Tôi chỉ định là cái mình được cần th này. Như thế này, tôi để 100. Đó, thì cũng vẫn đang chưa có gì thay đổi nhiều. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến thuộc tính. Thẻ tiếp theo là cái input. Cái input chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào đây? Thì đối với input tôi sẽ xử lý khi trường hợp mà check và tôi gọi đến span. Thì chúng ta sẽ từ cái toggle này chúng ta sẽ gọi đến input như thế này, checkers và span. Đó, opacity tôi sẽ để là 1, transition transform ở đây tôi sẽ để là rotate. Rotate này tôi sẽ chuyển vào là 45 DEG Translate này, hàm này tôi sẽ chuyển vào trừ 3 pixel và trừ 1 pixel. Ok, background tôi sẽ để là background. Tôi sẽ để là được kéo ra để các bạn có thể nhìn được. Background tôi sẽ để là màu, mã màu là 36 38 3F. Ok. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa chỗ này sẽ phải selector này. Sau đấy các bạn, tôi sẽ định nghĩa đến cái checkers này, nhưng nó sẽ gọi đến cái span được chỉ định ở thứ tự thứ bao nhiêu thì tôi đang chỉ định như thế này là th class try cái thứ 3. Opacity tôi sẽ để 0 và transform này tôi sẽ để là cũng kiểu rotate Sản form tên đẹp kiểu rotate nhưng mà sẽ là không. Copy này xuống cho nhanh. Đây sẽ là không và đây tôi sẽ để không phải là translate nữa mà tôi sẽ để ở đây sẽ là scale. Scale ở đây của tôi sẽ 0,2 và 0,2. Cũng là 0,2. Ok. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến cái vẫn cái này nhưng mà của vị trí thứ 2. Thì opacity tôi không để được. Nhưng lúc này thì thông tin ở đây của tôi sẽ thay đổi một chút để các bạn nhìn thấy cái kiểu chuyển động của nó. Đây tôi sẽ để là translate. Translate lúc này nó sẽ là 0 và -1. Mục đích là để tạo ra cái chuyển động thôi, các bạn cũng không cần quá thắc mắc. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến cái thằng này. Thì thằng này tôi sẽ có class này và tôi sẽ để position là absolute. Position absolute left tôi để 60 pixel, full width là 400. Bầu color tôi để màu trắng. Chúng ta chạy thử lên. Đó, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này. Đây. Ok. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến thằng menu. Đó, bây giờ mình xuống đến đây. Menu này thì chúng ta sẽ làm gì? Thì đối với menu chúng ta sẽ có position absolute width chúng ta để là 80 pixel, 2 chúng ta để là 400 pixel, box shadow tôi để là 10 pixel và mã màu là 858C. Margin tôi sẽ để là -50 pixel, 0 và -50 pixel. Padding tôi sẽ để là 50 pixel và padding top tôi sẽ để 125 pixel, 125 pixel và background color ta để cho nó cái màu. Cái màu ở đây tôi sẽ để là F5, F6, FA như thế này và tôi sẽ sử dụng cái webkit phông smoothing sẽ là anti alias. Ok, tiếp theo tôi để là transaction origin. Tôi để là 0% và 0%. Transform các bạn nhé. Transform ở đây tôi sẽ để là translate. Hàm translate này tôi sẽ truyền vào là -100. Về các hàm ở trong CSS thì các bạn nhớ theo dõi lại những video mà tôi dạy trong phần CSS thì các bạn sẽ hiểu từng cái hàm này. Vì bây giờ đi giải thích từng cái hàm này nữa thì khá mất là thời gian. Mục đích của tôi là để tạo ra những cái hiệu ứng transition. Thì transition tôi sẽ dùng transform ở trong. Transform 0.5 giây và với cái cubic area tôi sẽ để là 0.77, nó sẽ giống ở trên thôi. 0.2, 0.05 và cuối cùng là 1.0. Ok, tôi sẽ chạy cái trang này lên. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, hiệu ứng của nó là như vậy đó. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa vào menu. Menu cho thẻ nghĩa là chúng ta định nghĩa vào LI. Trong LI thì tôi sẽ để padding 10 pixel và 0 pixel. Đơn giản như vậy thôi. Và trong menu toggle tốc vuông. Tôi sẽ để cái input, tôi gọi đến input mà khi nó được checked, và tôi gọi đến trực tiếp đến cái UL này, thì tôi sẽ transform 5. Ok, tôi sẽ chạy thử lên. Đó, các bạn nhìn thấy hiệu ứng chưa? Đây, khi tôi gọi ra. Đó, ok. Thì đây là cách để chúng ta làm ra cái giao diện mobile này. Thì các bạn nhìn thấy này, ở đây chúng ta hoàn toàn có thể xử lý cái này cho nó đẹp hơn, có nghĩa là nó tràn lên một chút. Đó, kiểu như vậy. Đó, thì đây là cái phần mobile mà tôi hướng dẫn cho các bạn. Những bạn muốn nhận cái source code của cái demo này, các bạn có thể comment email của mình dưới cái video này, thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cái source code này. Các bạn hãy xem lại và thực hành nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.